Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vì sao cô giáo ở Tuyên Quang không phản kháng khi bị học sinh ném dép? Hai phạm nhân sống như thế nào trong 3 ngày trốn khỏi trại giam Xuân Hà? Thức ăn khiến ba nữ tạp vụ ngộ độc cần sa có liên quan tới một nhóm khách Hàn Quốc. Va chạm với xe buýt, cha cùng con gái tử vong thương tâm. Đói cùng cực, người dân Gaza phải moi đào nhà cửa đổ nát tìm thức ăn. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ việc cô giáo ở Tuyên Quang bị học sinh ném dép đến ngất xỉu đang gây ra những luồng tranh cãi trong dư luận. Từ trước đến nay, nghĩ đến bạo hành, thường nạn nhân là những người yếu thế hơn. Nhưng trong trường hợp này, người bị bạo hành ngược lại là thầy cô. Không ít người đã đặt ra câu hỏi tại sao cô giáo không có phản kháng mà lại đứng im chịu trận trong lúc bị học sinh ném dép. Có thể thấy, khi học sinh dùng cô giáo vào góc tường và đặt máy quay lên, cô giáo không chống đối mà chỉ im lặng. Có thể vì đứng trước những vụ việc giáo viên bị quay đưa lên mạng, nhận gạch đá vì hành vi, lời nói như gần đây, cô giáo ấy có lẽ đã biết rằng người ta sẽ nói gì về mình nếu chống đối hoặc gây hấn với học sinh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, vào tiết 3, môn âm nhạc lớp 7C, cô H tên viết tắt vào lớp thì thấy một số học sinh vẫn ở ngoài nên có lời nhắc nhở. Ngay lập tức, một số học sinh có phản ứng tiêu cực. Khi tiết học bắt đầu, một số học sinh xin ra ngoài, nhưng cô H không đồng ý. Cả tiết học ấy, giữa cô và trò có những khúc mắc. Sau giờ dạy lớp 7C, cô H sang dạy tiết 4 tại lớp 6A. Kết thúc tiết âm nhạc này, một số học sinh lớp 7C đã sang lớp 6A. Tại đây, các học sinh quay cô giáo và tiếp tục có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, mà theo báo cáo của huyện là nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt sau 3 ngày trốn khỏi trại giam Xuân Hà đóng ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình truy bắt hai phạm nhân, hơn 2.000 chiến sĩ cảnh sát đã được huy động. Khoảng 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 12, tổ công tác do Trung tá Thái Doãn Ngọc, Phó Giám thị trại giam Sơn Hà làm tổ trưởng phát hiện Thành và Hoàng đang đi từ bìa rừng xuống đường của cánh đồng giáp khu dân cư thôn 5, xã Cẩm Minh, nên hô lớn và yêu cầu nằm xuống. Trước sự bao vây của hàng chục cảnh sát cùng chó nghiệp vụ, hai phạm nhân vứt tất và áo mưa giữa đường rồi bỏ chạy, chui vào cống nước cách đó 5 mét. Đề phòng hai đối tượng có thể dùng hung khí chống trả, cảnh sát nổ hai phát súng chỉ thiên trấn áp. Sau khoảng 2 phút, Thành và Hoàng chui trong từ cống nước ra ngoài, nằm rạp xuống đất, nộp mình. Tính từ lúc trốn trại cho đến khi bị bắt, hai phạm nhân đã ở bên ngoài 59 tiếng trong tình trạng đói rét. Thành và Hoàng khai do nhớ nhà nên rủ nhau trốn khỏi phân trại số 2 ở xã Cẩm Sơn. Trước lúc bị bắt, vì đã dùng hết lương thực, quá đói bụng nên xuống khu dân cư kiếm thức ăn. Các đơn vị liên quan vừa xác định được nguồn gốc thức ăn khiến ba nữ tạp vụ ở thành phố Hồ Chí Minh ngộ độc cần sa. Theo xác minh, một nhóm khách người Hàn Quốc đã tới thuê căn nhà tại đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ tên Tê, tên viết tắt, người quản lý ngôi nhà trên cho biết đã trình báo toàn bộ vụ việc đến công an phường Thảo Điền. Khi nhóm khách rời đi, Tê liên lạc trực tiếp qua điện thoại gọi bốn nữ tạp vụ đến dọn dẹp. Tuy nhiên, trong lúc dọn dẹp, bốn nữ tạp vụ thấy trên bàn còn nhiều đồ ăn, thức uống thừa và có một loại bánh giống bánh quy. Lúc này, ba nữ tạp vụ DTP, tên viết tắt 38 tuổi, thành phố Thủ Đức, VTH, tên viết tắt 43 tuổi và PTKH, tên viết tắt 31 tuổi đã lấy loại bánh giống bánh quy mời nhau ăn. Riêng nữ tạp vụ tên N không ăn. Sau khi ăn, ít phút sau cả ba người đều có triệu chứng lơ mơ, mất kiểm soát, nghi ngộ độc nên được N đưa đến bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Thực hiện các xét nghiệm, kết quả của ba người đều cho thấy dương tính với chất ma túy dạng cần sa. Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy, khiến hai cha con tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông PVT, tên viết tắt 50 tuổi, ngụ xã Cư Plang, huyện Ea Súp, điều khiển xe máy chở theo con gái là cháu BTHG, tên viết tắt 17 tuổi, di chuyển trên tỉnh lộ 1, theo hướng từ huyện Ea Súp đến thành phố Buôn Mê Thuột. Khi di chuyển đến địa phận xã Rong Na, huyện Buôn Đôn, xe máy của ông Tê xảy ra va chạm với xe buýt do tài xế PVT, tên viết tắt 48 tuổi, điều khiển, di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến ông Tê và con gái tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng, biến dạng, lọt dưới gầm xe buýt.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Buôn Đôn đã đến hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trưa nay ngày 10 tháng 12, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường Quang Trung, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, đoạn qua địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Kẹt xe nặng nhất là tuyến đường Quang Trung. Đây là trục đường huyết mạch ở cửa ngõ phía tây bắc của thành phố Hồ Chí Minh, nối quận 12 với quận Gò Vấp. Cả hai hướng về ngã tư Quang Trung, Phan Huy Ích xảy ra tình trạng hỗn loạn. Hàng nghìn phương tiện phải xếp hàng nối dài, ô tô, xe máy chèn cứng trên đường và phải nhích từng mét. Đường kẹt cứng nên nhiều người lao xe lên làn đường dành cho người đi bộ. Kẹt xe không lối thoát khiến người dân cảm thấy mệt mỏi trên đường. Nguyên nhân kẹt xe là người dân đổ xô đi chơi, mua sắm tại một trung tâm thương mại vừa mới khai trương trên đường Phan Huy Ích, phường 14. Do lượng phương tiện đổ về giao lộ Quang Trung, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu quá lớn, gây xung đột giao thông dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đến hơn 12 giờ, tình trạng tắc đường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai đối với tài xế Trần Đức N, tên viết tắt, lái xe cho một công ty thuộc phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên để làm rõ vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày 9 tháng 12. Chị Phạm Thị Quỳnh Như điều khiển xe máy chở bé trai 4 tuổi. Khi đi đến giao lộ đường N11 và một đường không tên, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một thì xảy ra va chạm với một chiếc xe máy khác khiến chị Như và bé trai ngã ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải do tài xế Trần Đức N điều khiển đi đến tông trúng bé trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, N đã lái xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường rồi đưa xe về công ty. Chiếc xe máy va chạm với xe nạn nhân cũng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an vẫn đang truy tìm chiếc xe máy có liên quan đến vụ tai nạn này. Công an thành phố Huế đang xác minh, làm rõ danh tính hai đối tượng côn đồ hành hung nhân viên một cây xăng trên địa bàn dẫn đến thương tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2023, tại cây xăng Petrolimex số 11 Tây Lộc, thành phố Huế, do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, hai đối tượng là Hồ Công Chính, sinh năm 1976, trú tại phường Phú Hội, thành phố Huế, và Nguyễn Khắc Chính, sinh năm 1980, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, có hành vi dùng vỏ chai bia, bàn ghế nhựa đánh hai nhân viên cây xăng, làm hai người này bị thương. Hình ảnh camera an ninh cho thấy, mặc dù nơi công cộng, thời gian ban ngày được nhiều người can ngăn, nhưng hai đối tượng Công Chính và Khắc Chính thể hiện hành vi hung hãn, liên tiếp tấn công hai nhân viên cây xăng. Tổ công tác công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện xử lý một nam thanh niên di chuyển tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng. Không những vậy, nam thanh niên này còn cầm theo hung khí là một cây gậy ba chĩa dài 3 mét, gây nguy hiểm cho người đi đường. Thấy có biểu hiện bất thường, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đưa nam thanh niên này và tang vật về trụ sở công an quận Kiến An để xác minh làm rõ. Qua xác minh, nam thanh niên là Phạm Duy Thành, 17 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn Đồng Xuân, xã Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng, nơi ở hiện tại ở xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ mục đích cầm theo hung khí của nam thanh niên này để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi giết người. Các bị can bị khởi tố gồm Diano, 20 tuổi, Ason, 19 tuổi, Idrung Bedap, 25 tuổi, cùng trú tại xã Easa, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 4 tháng 3 năm 2023, anh Lê Văn Hậu, 16 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cùng với một số người bạn điều khiển xe máy đến buôn xe đăng, xã Easa, huyện Eaka chơi và có rồ ga, nẹt bô. Bực tức vì cho rằng tiếng nẹt bô này gây ồn ào buôn làng, nhóm bị can đã mang theo dao và gậy đuổi đánh nhóm của Hậu. Khi đuổi kịp, A Son đã cầm gậy tấn công Hậu, khiến nạn nhân gục ngay xuống đường. Sau đó, nạn nhân Hậu được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nạn nhân bị thương tật 45%. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong bối cảnh tình trạng thiếu thực phẩm ngày càng nghiêm trọng khi xung đột Israel-Hamas leo thang căng thẳng, người dân Gaza đã lâm vào cảnh đói cùng cực. Phía Israel không kích thành phố Deir al-Bala, miền trung dải Gaza-Palestine, khiến nhiều con đường, nhà cửa bị phá hủy. Trận không kích cũng khiến tiệm bánh Al-Baraka, một trong số ít tiệm vẫn còn hoạt động ở dải Gaza, bị sụp đổ. Sau trận không kích trên, nhiều người dân Gaza đến moi đào các đống đổ nát, nhà cửa, tiệm bánh. Lần này, họ không đào bới để tìm người thân, mà là để tìm kiếm thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác một cách tuyệt vọng. Phóng viên của đài CNN cho biết, họ ghi nhận những cảnh tượng hết sức thương tâm. Một người đàn ông vác một lúc 6 bình dầu
lấy được, tự đóng đổ nát và cố gắng bước qua khung cảnh hỗn loạn tại đây. Nhiều người dân tranh cãi, thúc cùi chỏ vào nhau khi họ tranh giành túi bột mì, một ít trà và một chiếc chăn bị vứt bỏ. Liên Hợp Quốc cảnh báo an ninh trật tự tại Gaza có thể bị phá vỡ khi hàng nghìn người dân Gaza tràn vào các kho hàng viện trợ lấy đi các mặt hàng cơ bản như bột mì và vật tư vệ sinh. Israel đã lắp đặt một hệ thống máy bơm lớn có thể dùng để đưa nước biển vào làm ngập mạng lưới đường hầm rộng lớn của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine. Lực lượng phòng vệ Israel đã hoàn thành lắp đặt ít nhất 5 máy bơm lớn cách trại tị nạn Ansati ở dải Gaza hơn 1 km về phía bắc vào khoảng giữa tháng trước. Mỗi chiếc máy bơm có thể hút nước từ biển Địa Trung Hải và xả hàng nghìn mét khối nước mỗi giờ, khiến các đường hầm Hamas có thể bị ngập trong vòng vài tuần. Ông Quim Greenberg, người đã nghiên cứu tác động của chiến tranh đến môi trường ở Trung Đông, hiện làm việc ở tổ chức hòa bình PAS Hà Lan, cho rằng giả sử khoảng 1/3 mạng lưới đường hầm Hamas bị hư hại, thì Israel sẽ phải bơm khoảng 1 triệu mét khối nước biển để vô hiệu hóa những phần đường hầm còn lại. Cạnh đó, tầng nước ngầm ở Gaza, nơi người dân lấy nước sinh hoạt đã trở nên mặn hơn do mực nước biển dâng cao, đòi hỏi nhiều năng lượng hơn để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy khử muối để người dân có thể có nước sạch. Như vậy, theo ông Greenberg, việc bơm nước biển vào đường hầm gây ngập sẽ ảnh hưởng đến vùng đất vốn đã nhiễm mặn này và các chất độc hại trong hầm có thể thấm vào lòng đất, càng gây ô nhiễm, tác động xấu đến sức khỏe của người dân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Argentina vào thứ Bảy để tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Argentina Javier Milei trong chuyến đi đầu tiên của ông tới Mỹ Latin. Chuyến thăm của ông Zelensky sẽ tập trung vào nỗ lực lâu dài của Ukraine nhằm đảm bảo sự ủng hộ các nước Global South trong cuộc xung đột với Nga. Global South là từ dùng để gọi các nhóm các quốc gia châu Phi, châu Mỹ Latin và các khu vực đang phát triển của châu Á. Tổng thống Ukraine cho biết, ông đã gặp thủ tướng của quốc gia Tây Phi Cape Verde, ông Ulysses Correa Ensiva, trên đường tới Argentina và cảm ơn vì ông đã lên án hành động của Nga, đồng thời ủng hộ các sáng kiến của Ukraine. Ông Zelensky kỳ vọng sẽ có thể triệu tập một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu và thúc đẩy một kế hoạch hòa bình bắt nguồn từ việc Nga rút quân khỏi Ukraine và công nhận biên giới năm 1991. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!